mình là phụ nữ mà mình sống một đời chỉ có một lần thôi, nên là mình lúc nào cũng phải đẹp, dù ở ra ngoài hay dù ở nhà cũng phải đẹp, chăm con cũng phải đẹp và nấu ăn cũng phải đẹp. Với tính chất công việc của chồng mình là người hay đi công việc là đi tiếp xúc nhiều nơi, nên là mình cũng phải muốn cho mình tự tin hơn khi mà mình đứng ở bên cạnh chồng mình á. Khi mà mình sửa mũi xong mình cảm thấy tự tin và đi bên cạnh chồng mình cũng thấy rất là thoải mái. Tại vì mình làm sale bất động sản cho nên là ngoại hình đẹp là một lợi thế, cho nên là mình cũng bán được rất là nhiều nhà sau khi làm mũi lên. Khi em sửa mũi này lên thì lúc nào em cũng khen dáng mũi này rất là đẹp và phù hợp với khuôn mặt của em, giúp em thay đổi rất là nhiều. Thì em cảm thấy mình cũng rất là tự tin trong chuyện tình cảm hơn nữa. Em là một người thích chụp ảnh, thích check-in sống ảo, cho nên sau khi sửa mũi xong thì em cảm giác là hình ảnh của mình trở nên đẹp hơn và em cũng nhận được sự quan tâm của mọi người, vì em rất là thích. Với mũi hiện tại của mình thì mình khá là hài lòng và nó làm thay đổi khuôn mặt mình cũng được 60%. Mình cảm thấy tự tin hơn. Nói chung là bây giờ mình có thể tự tin, thoải mái diễn xuất, không mà không có cần phải e dè lo sợ những cái góc quay mình không có được đẹp nữa. Em cảm thấy rất rất là hạnh phúc luôn khi mà mình đang sở hữu được cái dáng mũi như mơ. Ngày xưa thì mình không có đủ tự tin để có thể làm những chương trình truyền hình mà mình thích. Nhưng mà kể từ khi dáng mũi của mình đã hoàn thiện và dần trở nên hài hòa với gương mặt của mình thì mình đã có thể tự tin hơn. Và hiện tại thì mình đang cảm thấy rất là hạnh phúc. Và sau khoảng 2 năm mình làm mũi, trong cuộc sống hàng ngày thì mình thấy mình tự tin hơn nè. Mình có thể selfie mọi góc luôn. Và đặc biệt là mình có được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn nên mình rất là vui. Ông xã thấy vợ mình đẹp thì rất là thích nhìn vợ và những cái buổi tiệc á thì đều rất là thích dắt vợ theo. Mình cảm thấy rất là hãnh diện và vui vì điều đó. Em rất là tự tin trong việc chụp hình, góc nào cũng ưng ý hết, góc nào cũng là sắc nét và đẹp hết. Với diện mạo của em hiện tại thì em thấy quyết định nâng mũi của mình là đúng đắn. Trang mạng xã hội của em được nhiều người follow và kiểu người ta thích mình nhiều hơn. Em đi uống cà phê và đi ăn với bạn bè thì ai cũng khen. Từ đó tinh thần của em trở nên tích cực hơn và bản thân em cũng thấy tự tin và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Và cũng có nhiều người hỏi em là em sửa mũi ở đâu, khen cái mũi của em đẹp quá. Thì em cảm thấy rất là vui khi giúp được mọi người có thêm động lực để đi nâng mũi, để giúp khuôn mặt của mình đẹp hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Acid Nose, chuyên sâu nâng mũi.